Thân mến chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn vào buổi sáng ngày hôm nay ở tiết học ngữ văn khối 12. Trước khi bắt đầu vào nội dung ngày hôm nay, nhắc lại cho cô xem là ở tiết trước cô trò chúng ta đang đi tìm hiểu tác phẩm nào và đã tìm hiểu được những nội dung gì của tác phẩm đó. Mời các em mở vở, mở sách giáo khoa ra, lục lại ký ức của mình, xem mình đã nắm được bao nhiêu phần trăm lượng kiến thức ở tiết học trước. Như vậy, ở tiết học trước, cô đã đồng hành cùng với các em để tìm hiểu một thi phẩm về tình yêu vô cùng đặc sắc. Đó là bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Như cô đã nói ở tiết trước, việc tìm hiểu bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh, cô trò chúng ta sẽ đi trong vòng 3 tiết. Ở tiết số 1, chúng ta đã tìm hiểu được về cuộc đời, về phong cách thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Chúng ta cũng đã tìm hiểu được về vị trí của bài thơ Sóng trong sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh, hoàn cảnh ra đời bài thơ Sóng. Đúng không các em? Nhớ bài không nào? Kèm vào đấy, chúng ta đã tìm hiểu được cái nội dung xuyên suốt bài thơ Sóng, cũng như là cái việc nữ sĩ Xuân Quỳnh đã khám phá ra một hình tượng vô cùng mới mẻ, độc đáo để truyền tải tư tưởng nội dung trong bài thơ, đó là hình tượng Sóng. Rồi cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu được 4 khổ thơ đầu của bài thơ. Vậy thì cô dành ra một chút thời gian, mời các em cùng ôn tập lại nội dung bài học trước cùng với cô. Thế thì ở bài học trước, chúng ta đã nắm được về gì các em nào? Chúng ta đã nắm được về nữ sĩ Xuân Quỳnh. Rồi, có những vấn đề gì các em? Nhớ lại coi nào. Các em phải nhớ bài thì chúng ta mới tiến hành được bài mới một cách thuận lợi nhất. Các em thử nhớ lại giùm cô nhé, xem là các em nhớ được những ý nào về cuộc đời, về cái hồn thơ của Xuân Quỳnh. Rồi, vậy cô nhắc lại một chút. Xuân Quỳnh sinh ra là để đăng quang trong đau khổ và bất hạnh. Một cái câu nhận xét của cô như vậy. Cô nhắc lại lần hai. Xuân Quỳnh sinh ra là để đăng quang trong đau khổ và bất hạnh. Của Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa có sự hồn nhiên tươi tắn và cả sự chân thành và đầm thắm. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu được về chủ đề của bài thơ, đó là chủ đề tình yêu. Và viết về một chủ đề quen thuộc này, Xuân Quỳnh khiến cho thi phẩm của mình có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng độc giả, chính là bởi một trái tim cảm xúc của chính Xuân Quỳnh gửi gắm trong tác phẩm. Hai là việc Xuân Quỳnh đã khám phá được một hình tượng vô cùng mới mẻ, đó là hình tượng Sóng. Xuyên suốt từ khổ 1 đến khổ 9 của bài thơ, có lúc Sóng nói hộ lòng nhân vật trữ tình em, có lúc Sóng lùi lại để em trực tiếp giải bày, cứ thế xuyên suốt đồng hành cùng với nhau Sóng và em. Nói Sóng, một khám phá về Sóng là một phát hiện về em trong tình yêu. Nhắc lại, một khám phá về Sóng là một phát hiện về em trong tình yêu. Đấy, thể thơ 5 chữ xuyên suốt bài thơ, nhịp thơ 2-3 hoặc 3-2, nhịp thơ chính là nhịp Sóng. Và ở tiết học trước, cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu được 4 khổ thơ đầu: Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, Sông không hiểu nổi mình, Sóng tìm ra tận bể. Chúng ta đã thấy được những trạng thái đối lập
của những con sóng ngoài tự nhiên, và đó cũng chính là những cung bậc cảm xúc trong tình yêu đôi lứa. Rồi những cái gì nữa? Những cái khát khao của sóng được vươn ra bể lớn cũng chính là khát khao của nhân vật trữ tình em trong tình yêu. Rồi cái băn khoăn chăn trở trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Những băn khoăn chăn trở của nhân vật trữ tình về nguồn gốc của tình yêu. Đấy, nhớ bài không các em? Cô vừa mới nhắc lại bài cũ cho các em đấy. Rồi, thế thì cô trò chúng ta tiếp tục mạch cảm xúc của bài thơ để đi tìm hiểu khổ thơ số 5. Khổ thơ số 5 và khổ thơ số 6. Bây giờ khổ thơ số 5 trước. Khổ thơ số 5 và khổ thơ số 6 phải đánh giá là hai khổ thơ rất xuất sắc. Bây giờ chúng ta đi khổ thơ số 5 chưa? Về bản chất đây là một khổ thơ, nhưng vì trong quá trình phân tích cô muốn làm rõ hai cái mạch cảm xúc ở trong cái khổ này, cho nên cô có một cái cách, cái dấu cách giữa những cái dòng thơ này, nhưng thực chất nó chỉ là một khổ thơ. Nào, chúng ta cùng tiếp cận với nội dung của khổ thơ số 5. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Đấy. Vậy rõ ràng trong khổ thơ số 5, chúng ta sẽ phải xác định hai vấn đề. Thứ nhất, đó là nỗi nhớ bờ của sóng. Ôi con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Bốn câu đó là nỗi nhớ bờ của sóng. Chúng ta thấy điệp cấu trúc con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Rồi chúng ta thấy một lần nữa phép đối, tiểu đối lại xuất hiện. Đó là gì? À, dưới lòng sâu trên mặt nước. Như vậy, cái phép nghệ thuật này đã mở ra cái gì? Cái chiều kích của không gian, gợi ra một cái sự vô tận. Dù là dưới lòng sâu hay là trên mặt nước thì đều hòa tụ thành một con sóng nhớ bờ. Đấy. Ở đây cô có một cái phần liên hệ để các em có thêm tư liệu trong quá trình cảm nhận thơ. Trong bài thơ Biển năm 1960, nhà thơ Xuân Diệu, ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu, cũng một nỗi nhớ biển và bờ được bộc lộ tình yêu, cảm xúc của tình yêu. Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, bởi yêu bờ lắm lắm em ơi. Như vậy mới thấy là gì? Cũng là một cái dòng cảm xúc mãnh liệt. Nhưng nếu ông Hoàng thơ tình gửi vào con sóng cách cào cứa nôn nao, thì con sóng nhỏ của nữ sĩ lại tha thiết và đắm dịu. Rõ ràng cùng mượn mối quan hệ giữa biển và bờ, nhưng Xuân Quỳnh với trái tim phụ nữ nhạy cảm đã hóa thân vào sóng, còn Xuân Diệu chọn hóa thân vào biển lớn mênh mông. Đấy, hay chưa các em? Bữa trước cô đã nói với các em là gì? Nhắc đến thơ tình yêu của Việt Nam, không thể nào không nhắc đến ông Hoàng của lĩnh vực thơ tình yêu là Xuân Diệu, và bà Hoàng của lĩnh vực thơ tình yêu là Xuân Quỳnh. Và khi chúng ta phân tích, chúng ta sẽ có sự so sánh, sự đối chiếu, làm cho cái bài phân tích của chúng ta nó đa dạng hơn, nó nhiều sắc thái hơn. Đấy. Tiếp tục nhé. Chúng ta phân tích câu 3, câu 4 của khổ thơ số 5. Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Chúng ta thấy xuất hiện thán từ ôi, gợi lên một cái sự da diết day đi trở lại ở rất sâu, rất dồn nén trong chủ thể
và một trong một cái khoảng khắc cao trào nào đó nó bật thốt thành lời, nó dồn lâu lắm rồi. Và bây giờ trong một cái lúc mà cao trào nào đó nó bật thốt thành lời, ôi con sóng nhớ bờ, mà đánh mức thế nào ngày đêm không ngủ được. Rõ ràng cái thời gian ngày và đêm mở ra biên độ nỗi nhớ ở chiều thời gian đối lập nhưng cộng hưởng, thể hiện chiều dài sự xuyên suốt đằng đẵng của thời gian, những khắc khoải ôm trọn từng khoảng khắc tâm hồn con người. Đấy. Nhưng con sóng nhớ bờ mới chỉ là ngày đêm không ngủ được. Vậy không ngủ được là sao? Là một phủ định đơn giản. Và rõ ràng trong tình yêu, đấy chính là một cái trạng thái cảm xúc thường trực, có sự thao thức, có sự xáo động không yên trong tâm hồn. Chỗ này cô có một cái gợi ý cho các em là trong một cái bài ca dao mà các em đã học ở lớp 10 cũng đã thể hiện cái nỗi nhớ này. Các em nhớ cái bài ca dao khăn thương nhớ ai, khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Đấy. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt, mắt thương nhớ ai mắt ngủ không yên. Đấy. Những cái trạng thái cảm xúc nhớ nhung, thao thức bồn chồn trong tình yêu. Đấy. Chúng ta cô nhắc lại, ở trong khổ thơ số 5 chúng ta sẽ đi hai ý. Ý thứ nhất đó là nỗi nhớ bờ của sóng qua 4 câu đầu. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được. Và khẳng định lại trong 4 câu đầu, nỗi nhớ được cảm nhận ở không gian và thời gian. Con sóng đã trở thành một vũ trụ nhớ da diết và khắc khoải, thường trực như tràn trào vào từng chữ thơ. Nhưng cứ ngõ đến chỗ 4 câu thơ này đó, con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, là chúng ta đã thấy là đã dựng lên một cái vũ trụ nhớ nhung tuyệt đối rồi. Nhưng phải đến 2 câu thơ tiếp theo, ngắn gọn bằng hình thức rất là đặc biệt. Đó là hình thức gì? Đó là hình thức 6 câu thơ. Như vậy các em thấy có một điểm đặc biệt đó là gì? Các em để ý dừng lại chỗ này một chút, cô nói luôn này. Tất cả các khổ thơ trong bài thơ sóng có mấy câu thơ em? 4, đúng không em? Riêng cái khổ thơ số 5 này bao nhiêu câu thơ các em? 6 câu. Bất thường đúng không? Và chính cái việc đặc biệt này đã thể hiện một cái gì đây? Một cái dụng ý nghệ thuật đặc biệt của Xuân Quỳnh. Nếu như với 4 câu thơ trên của khổ năm, nó thấy là thấy nhớ nhung là cũng mãnh liệt, là cũng da diết ở đây. Chúng ta cũng ồ à lên rồi. Nhớ mà đến mức ngày đêm không ngủ được, sóng nhớ bờ là như vậy. Nhưng xin thưa, phải đến 2 câu thơ cuối của khổ năm, Xuân Quỳnh mới mở ra một giác ngộ thế nào mới là nỗi nhớ của tình yêu. Đấy. Và đó chính là nỗi nhớ anh của em, chính là nhân vật trữ tình, và cũng chính là lỗi lòng của trái tim Xuân Quỳnh. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Trời ơi các em ơi, đọc cái câu thơ lên mà sao nó đầy cảm xúc. Tình yêu là một trạng thái cảm xúc thiêng liêng vô cùng. Ai trong cuộc đời này mà chưa có cái may mắn được chạm vào cánh cửa tình yêu thì quả thật là chưa sống đúng nghĩa một cuộc đời. Yêu và được yêu, đấy là những cái điều khiến cho con người ta thăng hoa vô cùng. Và xin khẳng định với các em, nỗi nhớ chính là gia vị chính của tình yêu. Nếu như yêu mà không nhớ thì đấy không phải là yêu. Mà cái cấp độ của nỗi nhớ đấy phải là như thể hiện, cách thể hiện của Xuân Quỳnh đây nè. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Phân tích từ ngữ của Xuân Quỳnh trước, sau chúng ta sẽ bình thêm nhé.
là cách diễn đạt gợi sự mênh mông, tương hợp với tính chất của không gian, hình ảnh, hình ảnh của ẩn dụ sóng, biển, mênh mông vô tận, dẫn tới câu thơ đầy vỡ lẽ, mơ, mơ mà còn thức. Nghịch, rõ ràng chúng ta thấy là gì? Mơ là thường thường là con người ta chìm vào giấc ngủ say nhất. Thế mà rõ ràng ở đây Xuân Quỳnh đưa ra cách thể hiện gì? Mơ còn thức. Nghịch lý của ngôn từ, nghịch lý của ngôn từ đã mở ra chân lý của tình yêu khi chỉ xảy ra trong tâm hồn con người. Em thấy câu bình không? Nhắc lại, nghịch lý của ngôn từ đã mở ra trong chân lý của tình yêu, cái điều chỉ xảy ra trong tâm hồn con người, định hình những chiều kích mới của nỗi nhớ, vượt qua mọi logic thông thường, đến một cõi giới đặc biệt của tình yêu, của nhớ. Đó là mơ, tức là chạm vào sâu thẳm vô thức tâm tư con người, khắc sâu cái trạng thái thường trực xa diết. Nỗi nhớ nắm rất sâu bên trong, nằm rất sâu bên trong, không thể biểu đạt gián tiếp mà phải biểu lộ, tỏ bày trực tiếp, đưa hết những gì sâu thẳm nhất của giấc mơ ra bộc tỏa. Hay quá, rất hay. Các em đọc kỹ cái phần cô Bình ở trên, mời các em đọc kỹ, thật kỹ cái phần cô bày Bình ở trên. Đấy, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Đấy, rồi thật kỹ cho cô nhé. Một cái câu thơ, một cái khổ thơ rất hay luôn. Đấy, bây giờ cô Bình cô chốt lại nha. Nhớ vốn là linh hồn, là hạt nhân cốt lõi của tình yêu. Viết về trạng thái này, nhà thơ đứng trước một thách thức. Thách thức đó là gì? Là phải mang tới một sắc thái riêng mới. Xuân Quỳnh quả thực đã họa bút nên một sắc thái riêng. Nhớ thấm tan vô thức, bao bọc toàn tâm, toàn trí, đắm chìm mãi mãi bởi người phụ nữ ấy, luôn yêu đến hết và yêu đến chết. Hay quá, hay quá các em ạ. Vậy đấy là khổ thơ số 5. Cô đi rất nhiều thời gian ở khổ thơ số 5 này. Thật ra nếu như mà bài này mà chúng ta gặp gỡ ở trên lớp và chúng ta có nhiều thời gian, phải nói thật là cô rất thích bài thơ này của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đấy là cái cảm xúc cá nhân của cô. Và cô cũng rất mong được chia sẻ cái cảm xúc, cái sự thấu, cái tình cảm của mình đối với bạn, của bạn, đối với bài thơ này, đối với các em. Hy vọng chúng ta sớm được quay trở lại học trực tiếp. Ở cái phần ôn bài lại, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, bàn sâu hơn về thi phẩm sóng của Xuân Quỳnh. Chúng ta nhớ giùm cô nhé. Cô khẳng định lại cuối cùng đó là gì? Hình thức của khổ thơ số 5 là một cái hình thức bất thường. Khổ thơ duy nhất kéo dài, thể hiện cảm xúc nhớ nhung đã vượt cái hình thức này ấy, các em thấy không? Thay vì là bốn câu như là những cái khổ khác, thì cái chính cái việc mà thể hiện cái khổ 6 câu này đã thể hiện một cảm xúc nhớ nhung vượt qua và phá vỡ hình thức khuôn khổ câu từ để mở ra cái vô hạn của lòng người. Đấy. Chúng ta đến với khổ thơ số 6. Nếu như nhớ nhung là gia vị chính của tình yêu, thì cái yếu tố, cái điều mà khiến cho tình yêu nó đi được đến bến bờ hạnh phúc, cái cốt, cái kết đẹp, đấy chính là lòng chung thủy. Ở đây sóng và em đã hòa nhập lại ở khổ thơ số 6, biểu đạt một cái yếu tố trong tình yêu vô cùng quan trọng, đó là sự chung thủy. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở đây có thiếu chữ một chữ nhá, các em điền vào cho cô. Nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Khổ thơ số 6. Rồi, các em thấy, đầu tiên là phép điệp. Dẫu xuôi này đúng không? Về, dẫu ngược về này. Rồi, phép điệp.
cô ba thấy là cái phép điệp này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong bài thơ mà cũng đã xuất hiện rất là nhiều. Rồi tiếp theo là phép tương phản đối lập, có luôn đúng không? Rất là nhiều lần xuất hiện, xuôi ngược của phương Bắc phương Nam. Như vậy là cái những cái phép nghệ thuật này đã gợi ra một cái hành trình dài miên man, không hồi kết, đầy trắc trở và gian nan. Tức là dấu xuôi này, xuôi rồi ngược, rồi Bắc rồi Nam, tức là nó cũng không hề dễ dàng gì cả. Một cái hành trình miên man, không hồi kết, trắc trở và gian nan. Em nghĩ xuất hiện lần thứ ba. Ở trên các bạn thấy là gì? Em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn. Còn ở đây là gì? Nơi nào em cũng nghĩ. Tức là gì? Cái em nghĩ này là thể hiện cái sự lý tính và trí tuệ nhằm muốn lý giải nguồn gốc của tình yêu. Nhưng cái nghĩ ở cô xin lỗi chỗ này, các em phải xác định rõ nè. Cái nghĩ xuất hiện 3 lần. Ở trên là em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn. Cái nghĩ ở trên là thiên về lý tính và trí tuệ, muốn giải thích nguồn gốc của tình yêu. Còn cái nghĩ ở khổ này, khổ số 6 này nè, lúc nào, nơi nào em cũng nghĩ là cái nghĩ của trái tim. Bởi vì câu thơ thể hiện tiếp theo là gì? Hướng về anh một phương. Dấu gạch ngang ở đây đã xác lập một cái phương mới, tức là không phải đông tây nam bắc của địa lý. Trong tình yêu dường như là trái tim, nhịp đập, lý trí của người con gái chỉ hướng về một cái phương duy nhất, đó là phương anh. Và cái phương anh này chỉ xuất hiện để định vị trong thế giới của tình yêu mà thôi. Đấy, em theo dõi thật kỹ bài nhá, bài rất là hay. Và hướng về anh một phương, một phương duy nhất mà thôi, đã khẳng định sự thủy chung trước sau như một. Rõ ràng những cái câu thơ đậm đà cảm nhận thì sự thủy chung được đặt trong nghịch cảnh, từ đó bật lên sắc thái của sự kiên định, bền bỉ và vĩnh cửu. Rồi, đấy là khổ thơ số 6. Chúng ta đến với khổ thơ số 7. Khổ 7, khổ 8, khổ 9 thì dễ tìm hiểu hơn một chút. Ở ngoài kia đại dương, trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Chúng ta tiến lên nghiên cứu khổ 7. Nghìn con sóng dù có cách trở khó khăn gian lao vẫn tới bờ, sóng vượt qua muôn trùng xa cách cuối cùng để đến bờ. Như vậy ở đây nữ sĩ Xuân Quỳnh đã dùng quy luật của thiên nhiên, quy luật tất yếu của thiên nhiên để khẳng định niềm tin mãnh liệt của mình vào tình yêu, và cũng là niềm an ủi cho bản thân mình và cho cả người mình yêu. Tức là tình yêu đẹp là tình yêu biết vượt qua thử thách. Mượn cái quy luật của thiên nhiên để khẳng định cái niềm tin yêu mà các em phải tin rằng tình yêu của mình sẽ đi đến được một cái kết cục đẹp. Và cái niềm tin này chính là một cái động lực, cái niềm an ủi cho đôi lứa trong tình yêu. Tình yêu đẹp, baby, là tình yêu biết vượt qua thử thách. Khổ thơ số 7. Chúng ta đến với khổ thơ số 8, số 9. Khổ thơ số 8, số 9. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu khổ 8, khổ 9. Cũng không khó lắm.
em đọc chữ thơ cho kỹ nào. Chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta thấy có nghệ thuật đối được sử dụng. Đó là gì? Cuộc đời thì dài. Nhưng mà năm tháng thì vẫn đi qua. Rồi, bây giờ chúng ta vào phân tích kỹ hơn nha, để cho các em chỉ nhìn rõ hơn cái phân tích của cô. Như vậy là ở khẩu 8 và khẩu 9, niềm khát vọng trong tình yêu, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập giữa cái vô hạn và cái hữu hạn. Vì thế mà Xuân Quỳnh hết mình trong tình yêu. Nhà thơ đã tự phân thân, mong muốn tình yêu chung thủy nhưng không ích kỷ, không chỉ có anh và em mà chan hòa và tình yêu của mọi người. Có như vậy tình yêu mới vĩnh hằng, nghìn năm còn vỗ. Đây là khát vọng đẹp đẽ và đầy cảm động. Vậy người thấy là gì? Tình yêu của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh nồng nhiệt, thiết tha, chủ động trong tình yêu, yêu hết mình, quên mình, nhưng cũng đòi hỏi sự duy nhất tuyệt đối, luôn hướng về sự gắn bó thủy chung. Đấy là nội dung của khổ số 8 và khổ số 9. Các em nghiên cứu thật kỹ khổ số 8 và số 9 giùm cô. Về cơ bản thì khổ 7, khổ 8, khổ 9 khá là dễ. Cô tin là các em sẽ tự tìm hiểu được nhiều hơn để có thêm cái kỹ năng tìm hiểu bài. Như vậy là đối với cái bài thơ này thì cô chốt lại cái phần vô cùng quan trọng. Đấy là cái phần nghệ thuật. Rồi, các em biết là đối với một bài thơ thì phần nghệ thuật là phần quan trọng nhất, và điểm mà khiến cho cái bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh có một cái chỗ đứng đặc biệt trong vô số những bài thơ về tình yêu, đấy chính là nghệ thuật viết thơ. Cô xin khẳng định Sóng đó là sự tìm tòi sáng tạo nghệ thuật độc đáo của Xuân Quỳnh. Chúng ta thấy là âm hưởng nhịp nhạt rào rạt gợi ra những nhịp sóng dồn dập liên tiếp. Chúng ta thấy là nhịp thơ thì có lúc 2, 3, 3, 2, nhịp thơ cũng chính là nhịp sóng đó, lúc sôi nổi, lúc sâu sâu lắng. Thể thơ 5 chữ cách nhất nhịp thì linh hoạt, tạo nên nhịp điệu của sóng biến đổi rào rạt, sôi nổi, lúc thì sâu lắng, dịu êm chạy suốt bài thơ. Tâm trạng thì hồn nhiên và chân thành. Hình tượng sóng được miêu tả trở đi trở lại mà không lặp, và diễn tả được cái tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Đấy, các em chú ý giùm cho cô. Đấy là những cái phần cơ bản về nghệ thuật của bài thơ Sóng. Như vậy, cô chốt lại cái phần nội dung. Qua hình tượng sóng, nhà thơ đã nêu lên khát vọng về một tình yêu sâu sắc, nồng nàn, thủy chung và bất diệt, gắn với hạnh phúc đời thường. Qua đó chúng ta cũng cảm nhận được sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Đấy là toàn bộ nội dung cơ bản của bài thơ Sóng. Như vậy là qua hai tiết học, ở tiết học hôm trước và tiết học hôm nay, thì cô đã làm thao tác là cùng các em tìm hiểu về tác giả Xuân Quỳnh, và từ khổ 1 đến khổ 9 của bài thơ chúng ta cũng đã tìm hiểu về hình tượng sóng. Rồi, các em chú ý nắm được nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Cô cho chúng ta đã đi tìm hiểu được từ khổ 1 đến khổ 9 của bài thơ Sóng. Và cái bài tập mà hôm nay cô đưa về cho các em đó là các em hãy vẽ sơ đồ tư duy bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Cái bố cục thì các em sắp xếp như thế nào tùy ý các em, nên đảm bảo được về nội dung cho cô. Và nhớ là về hình thức thì nó phải khoa học, hợp lý, rõ ràng nha các em. Điều mà cô hy vọng là các em có thể học bài thật kỹ và nhớ bài. Ở tiết học tiếp theo đấy các em, cô sẽ làm một cái thao tác, đó là điểm qua lại những điểm cơ bản nhất của bài thơ Sóng cùng ôn tập với các em. Vậy để tiết học tiếp theo nó được thuận lợi nhất thì cô mong các em là sẽ ôn bài thật kỹ, vẽ sơ đồ để kiểm tra lại cái phần nhớ bài của mình. Ở tiết học tiếp theo cô cũng sẽ có một cái thao tác như đã hứa các em ở tiết 1, là chúng ta sẽ cùng đọc thêm những cái bài thơ về tình yêu, không những của Xuân Quỳnh mà của nhiều tác giả khác, để có thể tăng thêm tư liệu của cho chúng ta khi phân tích cái bài thơ về tình yêu này. Đấy sẽ là một tiết học vô cùng thú vị. Các em hãy đón chờ tiết học tiếp theo. Và hôm nay xong nhớ ghi bài
cẩn thận và gửi sơ đồ tư duy và bài ghi về cho giáo viên bộ môn của mình kiểm tra. Thế thì tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cô chúc các em sức khỏe. Cô chào các em.